Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Huệ Anh Store. Thì các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình đang ghi trên màn hình, số điện thoại Zalo 0978513326 anh em nhé. Đây, đây là Zalo của mình này anh em này. Đó. Các cái máy ngày hôm nay mình bán, mình sẽ tặng kèm tai nghe này, tai nghe zin chính hãng AKG của Samsung này. Đây, một tai nghe nhé, cần bọc dù và có lúm cao su rất là mút tai nhé, rất là cách âm này, tai nghe rất là chuẩn anh em ạ. Đó, được tặng một cái tai nghe và bộ sạc 2.4A nhé, sạc ngay 2.4A. Đấy, ngoài ra thì những cái máy mà nó còn ốp còn cường lực thì mình cũng tặng nhé. Còn một số những dòng máy mà nó đời nó sâu rồi thì là ốp với cường lực nó không còn thì anh em thông cảm nhé. Đấy, những cái tất cả các máy ngày hôm nay mình bán mình sẽ có tặng kèm cường lực và ốp, tai nghe và sạc. Đấy, còn một số những máy nó đời nó thấp quá rồi nó không có thì anh em thông cảm ạ. Đấy, đầu tiên mình sẽ giới thiệu con Redmi 8 này. Redmi 8 bản RAM 4GB, ROM 64GB. Và con này là pin 5000 anh em nhé, pin 5000, cấu hình cao, pin khủng, camera nhạy nét. Đây, mình vào từ camera này, đây là camera trước nhé, camera 12MP và cam phụ là 2MP, cam trước này là 8MP. Cái dòng Xiaomi 8 này này, nó còn có thể là nghe đài FM mà không cần phải cắm tai nghe. Những cái dòng máy như khác thì nó nghe FM thì phải cắm tai nghe để có sóng khỏe, nhưng mà con này nó có thể là phát được FM luôn nhé. Tất nhiên là nếu như cắm tai nghe vào thì là nó quát sóng khỏe hơn anh em nhé. Rồi, mình giới thiệu sơ qua vậy thôi. Mình tất nhiên là để phát được FM thì sẽ phải rò. Đấy, mình không rò. Đấy, anh em nào ưng thì kết nối Zalo mình. Con này mình bán là 1.8 triệu này. 1.8 triệu cho con Redmi 8. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đây, mình vào cái thông số máy cho anh em xem này. Giới thiệu máy đây, Redmi 8 RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB này. Đó, rồi, ok anh em nhé. Tiếp theo là con Samsung J7 Prime, mình bán 1.5 triệu anh em. Máy thì còn vỏ rất là đẹp nhé, vỏ đẹp kem anh em nhé, 3GB bộ nhớ 32GB. Đây, con này mình test sơ qua cho anh em này. Cảm ứng nha anh em nhé, test cảm ứng này. Đấy, rất là mượt luôn, không có bị đứt quãng chỗ nào nhé, không có tự dưng mà nhảy nhảy một chỗ nào nhé. Ví dụ như nếu mà con nào mà nó nhảy nhảy, anh em kiểm tra mà thấy nó nhảy nhảy tại đường, những cái đường thẳng thẳng như này này, phải chú ý này. Ví dụ này này, ví dụ như này đấy, anh em chạm vào trên này mà cứ thấy nó có cái đường thẳng thẳng xuống, anh em chú ý đấy. Đây là mình đang cố tình chạm vào hai ngón để cho nó ví dụ cho anh em thôi. Còn đây này, nó không có bị tình trạng như vậy nhé, không bị loạn nhé.
Khi mà anh em đang ở trong cái màn hình như này thì ấn cái phút nút này thì nó sẽ trở ra, hoặc là vẽ xanh hết những cái ô này lại thì nó cũng trở ra nhé. Đó, ok. Để test màn hình cho anh em này. Màn hình màu đỏ, không có một vết ám ố gì này. Đây. Đó. Đây là test loa nhé, loa trên. Đây là cái chế độ tối om, không rõ lắm. Đây là chuyển màu này. Cam này. Đây là cái cam trước này thì nó cũng hơi hơi mờ anh em nhé. Con này thì nó bị cam trước hay hơi mờ này. Cam sau thì vẫn nét nha anh em nhé. Cam sau nét bình thường. Đấy. Cái phím trở lại nó cũng hơi lặng một xíu. Rồi ok, con này mình bán 1,5 triệu nha anh em nhé. 1,5 triệu cho MG Samsung J7 Prime này. Tiếp theo là iPhone 6S Plus này. 6S Plus. Cái iCloud này mình thoát ra được nhé. iCloud này, iCloud của mình thoát được. Mình vào thông số này. 32GB bản VLA nhé. 6S Plus đang ở iOS 14.7.1. Đó. Cảm ứng này. Mình test cảm ứng này. Đó, ok nha anh em nhé. Nói chung là máy thì mình cũng đã test full hết rồi. Đây, về hình thức thì đây. Có một vài những cái vết nó hơi nặng nặng một xíu ở góc này, nhưng không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Nó còn đẹp. 6S Plus 2,6 triệu. Tiếp theo là Vivo Y71 này. Màn Vivo Y71 này thì camera trước sau nó cũng rất là nét nhé. Nó sắc nét. Và cảm ứng này. Mình test cảm ứng này. Đó. Vivo Y71 này. Con này thì là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Hình thức thì vỏ zin đẹp nha anh em nhé. Vỏ zin đẹp. Vivo Y71 này mình có 2 con. Mình bán 1,6 triệu một con nha anh em nhé. Tiếp theo là Samsung J3 Pro này, J3 30. Con này thì cái màn hình của nó hơi bị ám nhé, xấu nhé, phản quang hơi bị xấu bẩn này. Samsung đó, cái phản quang nó xấu bẩn. Còn cảm ứng thì vẫn ok nhé. Cảm ứng nó bật. Chuyển các cái màu khác thì thấy nó ám ám màu, hơi bẩn tí. Nhưng mà vẫn chấp nhận được anh em nhé. Còn lại là các chức năng khác là full, đẹp. Đó. Samsung J3 Pro J3 30. Con này thì mình đang bán là 700. Bán anh em 700 nhé. 700 con J3 Pro. Đây là con J7 Pro này. J7 Pro này hết pin. Hết pin, con này mình bán là 1,3 triệu anh em nhé.
con G5 này, G5 2016 này, G3, G3 2016, G3 20. Con này bán các bạn là 450 nhé. Còn zin nguyên nhé, màn zin G3 16 này bán các bạn 450. Ok nhỉ, Samsung G3 450. Vivo i3s này, Vivo i3s cái này bản 2GB RAM 64 nhé. Bộ nhớ 32 các bạn nhé, RAM 2, bộ nhớ 32. Đó. Máy thì là còn mới nguyên, khách mới dùng mấy tháng rồi. Đây, con này mình bán 2 triệu nhé, 2 triệu tròn. Mời anh em ưng thì liên kết Zalo mình nhé. Đây con này lên rồi, con G5 này, G5 2016 này, máy còn đẹp nguyên nhé các bạn nhé. Test cảm ứng này, G5 2016 màn zin, màn AMOLED còn zin nguyên. Đó, anh em về làm máy phụ thoải mái luôn, màn còn đẹp, chưa ám ố một tí nào luôn nha anh em. À xin lỗi, có đã có ám một chút cái phần dưới này nhé. À một chút này, bị một kẻ này này, nhưng mà không ảnh hưởng gì anh em nhé, vẫn dùng ok, không vấn đề gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để xem clip này của mình. Chúc các bạn chọn được máy ưng ý nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.